Vivo Laptop Gaming đã trở lại. Trên tay mình đây đó chính là chiếc ROG Zephyrus G15 với CPU Ryzen 6000 CAC3060, màn hình 2K 240Hz và một cục pin cực kỳ là xịn sò. Liệu rằng nó có phải là top gaming tốt hay không? Hãy cùng xem review này để biết xem nó có thực sự như thế không nhá. Anh em có thể nhìn thấy ở đây, đây là chiếc laptop của chúng ta. Trong này chúng ta sẽ có CPU Ryzen 7 6800HS, tức là vừa mạnh mà dành cho những chiếc laptop mỏng nhẹ. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có RTX 3060 kèm theo với cả một chiếc màn hình 2K 240Hz nữa, 16GB RAM, 512GB ổ cứng SSD, và chúng ta sẽ còn có một cái thiết kế chất lượng build cực kỳ là tốt, cực kỳ là tuyệt vời. Nhưng mà tại sao nó lại là một chiếc laptop gaming ngon nhất hiện tại? Tại vì đơn giản nhá, chiếc laptop này có rất nhiều những điểm thiết kế của nó mà khiến cho mình cảm thấy nó vô cùng là tuyệt vời. Từ cái bản lề ergonomic, chất lượng build, các phím bấm các thứ kiểu, và những quyết định của Asus khi đặt làm nên chiếc laptop này, và đặc biệt là khi mà nó ở phiên bản 2022 rồi, thì mình cảm thấy rằng đây là một chiếc laptop mà mình không hề gặp một vấn đề gì cả khi mà sử dụng nó, và mình cảm thấy hài lòng nhất khi mà sử dụng một chiếc laptop như thế này, thay vì là phải cài lại driver, phải xem lại hay là cài lại Windows các thứ kiểu để có thể đạt được một hiệu năng tốt nhất, thì mình không cần phải làm gì hết, mình chỉ cắm bật máy, set Windows và mình chạy thôi. Đó là lý do tại sao mà mình cảm thấy đây là một chiếc laptop mà anh em cực kỳ đáng để mua. Và nếu mà anh em hỏi bất kỳ ai ấy, thì anh em có thể mình có thể chắc chắn rằng là đây là một chiếc laptop mà rất là nhiều người muốn được sở hữu. Tất nhiên rồi, tại sao mình lại thích nó như vậy? Điểm đầu tiên nhá, là chiếc màn hình của nó. Anh em thử tưởng tượng đi, 2K 240Hz ở trong một cái cỡ 15,6 inch này thì nó nét đến vô cùng luôn. Thực sự những cái chi tiết ở trên này rất là mượt mà này, vô cùng là nét này, từng dòng chữ, từng cái text, từng cái tựa game một mà mình chơi ở đây thì rất rất là nét luôn. Đồng thời nữa, đây là một tấm nền rất là chuẩn màu, đạt đến 100% giải màu DCI-P3. Điều này sẽ khiến cho anh em không chỉ có thể chơi game mà còn có thể làm việc trên này nữa, không hề gặp một chút vấn đề gì hết. Ngoài ra có thể tận hưởng về các vấn đề giải trí như là xem phim, xem stream, học tập, làm việc, vân vân và vân vân, mà sẽ không hề có một tí tiện tèo teo nào là thiếu hài lòng cả. Nếu mà anh em để ý thì chiếc laptop này đã có một sự thay đổi cực kỳ là mạnh mẽ. Tại vì một cái điều mà khiến cho rất rất là nhiều người từ chối phiên bản Zephyrus của năm trước là đây nhá. Trên tay bên này của mình đây là chiếc Zephyrus G14. Và nếu mà anh em để ý thì nằm bên trên ở đây không hề có webcam gì cả. Nhưng mà không, Zephyrus G15 phiên bản 2022 đã trở lại của webcam rồi. Nằm trên đây là chiếc webcam 720p có cả IR Blaster dành cho những người chơi hệ Windows Hello, mở khóa bằng khuôn mặt mà không hề có một chút trở ngại gì khi mà bấm mật khẩu gì cả. Đấy, và với cái webcam này đúng không? Tất nhiên không phải là webcam theo kiểu gọi là selfie hay gì cả. Đây chỉ là một webcam để giúp anh em có thể gọi là video call này, gọi là gọi điện cho người thân, gia đình, hoặc là có thể đơn giản là học Zoom, học dùng các thứ kiểu thôi. Việc mà chiếc G14 trong năm 2021, 2019, 2020 không có webcam trong khi mà đại dịch Covid như thế không xuất hiện vào này đúng là quá tệ. Nhưng mà năm nay, 2022 thì Zephyrus đã xuất hiện rồi. Thực sự đây là một điểm rất là tuyệt vời và cực kỳ là đáng mua của chiếc Zephyrus này. Điểm mình thích thứ hai mà cũng khá là khác biệt so với cả phiên bản G14 đó chính là cái touchpad. Anh em nhìn đi, một chiếc touchpad cực kỳ là to, cực kỳ là rộng. Cái chiếc touchpad này thì có thể nói là một trong những chiếc mượt mà nhất mà mình từng sử dụng vào. Nếu mà nói để gọi là đạt đến cái hạng của nó ấy, thì có thể là hạng A trong những chiếc laptop của Windows trong thế giới của laptop này luôn. Còn nếu mà so sánh với cả chiếc G14 ấy, khi mà mình đổi từ G15 sang G14 thì anh em ạ, mình phải hứa với anh em là thực sự cảm thấy khá là hụt hẫng khi mà kích cỡ nó nhỏ như này. Và G15 đã làm hài lòng mình hơn với kích cỡ và độ mượt mà của nó. Cảm biến đa điểm cũng không hề có vấn đề gì cả, sử dụng một cách rất là thoải mái, không hề gặp một trở ngại gì hết. Đây là một lý do nữa mà khiến cho mình yêu chiếc laptop này. Và điểm yêu thích thứ ba của mình trên chiếc laptop này đây, đó chính là cái dàn loa của nó. Nếu mà anh em để ý thì trên những chiếc laptop Zephyrus có rất là nhiều loa, và đặc biệt trên chiếc G15 này chúng ta sẽ có tổng cộng là 6 loa chuẩn Dolby Atmos, khiến cho anh em có thể trải nghiệm âm thanh một cách tốt nhất, tuyệt vời nhất khi mà nghe âm nhạc, đúng không? Thì tuy tất nhiên rồi, nó sẽ không được to quá, tức là cái mức độ lớn của nó ấy, thì mình cảm thấy là chưa quá là to. Nhưng mà nếu mà anh em ở vị trí gần ấy, tức là chẳng hạn như thế này, anh em ngồi ở đây này và anh em nghe nhạc, xem phim cái thứ kiểu, thì những dàn loa được phả lên mặt của anh em nghe rất là tuyệt vời. Cái giải âm mid, treble, bass đều có đầy đủ cả. Tất nhiên là bass sẽ không được là nhiều quá, nhưng mà mình đánh giá rằng đây cũng phải là ít nhất là một trong những chiếc laptop tốt nhất trong hiện tại nếu mà nói về loa. Trên tầm của nó sẽ còn có ví dụ như là Dell này, còn có MacBook này, nhưng mà đây có thể là một chiếc laptop đứng sau cái hạng này rồi. Mà anh em biết cái chất lượng của Dell và MacBook rồi đấy, những cái loa của nó thì cực kỳ là tuyệt vời. Và trên chiếc Zephyrus này thì chỉ kém cạnh một chút thôi. Và điểm yêu thích cuối cùng của chiếc laptop này đó chính là
cục pin của nó. Chúng ta sẽ có ở đây là cục pin 90Wh, và trong những cái trải nghiệm của mình ấy, trong những cái sử dụng của mình ấy, trong khoảng tầm 1 tiếng mình viết cái kịch bản thì nó sẽ mất khoảng tầm từ 15 tới 12% pin. Đấy là khi mà mình để màn hình laptop này, bàn phím kiểu LED RGB này, màn hình ở 100% độ sáng này, và mình để ở mức chế độ là performance anh em nhé, và mất khoảng tầm từ 12 tới 15 tiếng. Còn khi mà mình test ở trong phần mềm PC Max 10 thì cái chiếc laptop này đạt đến là 9 giờ 15 phút cơ. Tức là nếu mà anh em sử dụng chiếc laptop này đem đến công ty, đem đến văn phòng, không cần phải đem theo sạc nữa, tại vì anh em làm ở văn phòng đúng không, 8 tiếng đồng hồ thôi mà, và chiếc laptop này thì chụp đến là 9 tiếng, nên là không hề có vấn đề gì cả. Nhưng mà trừ khi anh em chơi game nhé, bởi vì bất kỳ chiếc laptop nào, đặc biệt với cả những con CPU khủng như này, con CPU to như này, đồng thời với cả một chiếc cảm hình là 3080 RTX 3060 thì nó sẽ khiến cho cục pin chúng ta sẽ thụt hàm khá nhiều khi mà chơi game. Nhưng mà tất nhiên rồi, đây là một lý do nữa tại sao chúng ta chọn những chiếc laptop Ryzen. Bởi vì Ryzen 6000, 5000 đã là một chiếc laptop, một chiếc CPU rất là tốt rồi. 6000 thì nó còn vừa tốt, nó còn vừa tiết kiệm điện hơn nữa, khiến cho thời lượng pin nó có thể kéo dài như thế. Và nếu mà anh em để ý thì với dòng thế hệ 12, cái lượng pin của nó sẽ thụt hao đi khá khá. Tại vì hiện tại Windows 11 và thế hệ 12 vẫn đang chưa thể làm việc với nhau một cách tốt nhất để có thể tạo nên một cái power plan tuyệt vời và tiết kiệm điện nhất cho chiếc laptop của chúng ta. Và đấy lý do tại sao mà nếu mà anh em mua laptop văn phòng nên lựa chọn cho mình một chiếc CPU AMD Ryzen 6000 anh em nhé. Và đấy là chiếc CPU nằm trên chiếc máy này. Nói về điều đấy đi, thì thực sự là mình có tổng cộng là 4 điểm thích chiếc laptop này. Nhưng mà tất nhiên rồi, không có gì trên đời này là hoàn hảo cả. Chiếc laptop này cũng như thế, nó sẽ có những cái điểm sau mình cảm thấy gọi là chưa hài lòng lắm. Chưa hài lòng lắm nhá, chứ không đến mức kiểu ghét hoặc là thấy tệ. Đầu tiên đi là cái bàn phím. Bàn phím thì layout đẹp đấy, kích cỡ cũng ổn đấy, phông chữ cũng cùn đấy, RGB cũng ngầu đấy. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái khoảng cách giữa các phím nó hơi to quá một chút và khiến cho mình sử dụng nó hơi khó để thích nghi sau một khoảng thời gian. Mình phải mất khoảng tầm 2 ngày thì mình có thể max speed được trên cái bàn phím này. Và nếu mà anh em, nếu mà các chị em đúng không, mình sẽ cảm thấy rằng nó sẽ hơi khó bơm một chút, tại vì các khoảng cách giữa các nút này nó hơi to ra. Và đồng thời, do là mình là một người đã sử dụng ra quá nhiều các laptop khác nhau, ví dụ mình sử dụng chiếc laptop của MSI này, chiếc laptop gaming của MSI này, laptop gaming của Acer này, các dòng Predator vân vân này, thì những chiếc bàn phím gaming của họ ấy, họ rất là lún, rất là sâu, thì mình cảm thấy hơi có một chút hụt hẫng một chút khi mà bấm chiếc bàn phím này. Nếu mà anh em quá quen với cả trải nghiệm một chiếc laptop bình thường thôi, hoặc là một chiếc laptop tập trung tới dòng cao ấy, một cái laptop của văn phòng ấy, thì đây là bàn phím cực kỳ là tốt. Nhưng mà nếu mà anh em mà đã đang từ một chiếc laptop gaming thì sang bên bàn phím này sẽ cảm thấy là nó hành trình bấm nó hơi ngắn. Chắc chai thì vẫn có, nhưng mà hành trình bấm của nó hơi ngắn anh em ạ. Nhưng mà bù lại thì RGB rất đẹp, thay như là phiên bản màu trắng của RGB màu trắng như bản là G14 2021 kia, thì trên này sẽ là đèn RGB và có thể chỉnh qua thông qua phần mềm của Asus là Armoury Crate anh em nhé. Và cái điểm mà mình cảm thấy thiếu hài lòng thứ hai của chiếc laptop này ấy, đó chính là cổng kết nối. Về phía bên tay phải chúng ta sẽ có một cổng USB Type A, một cổng micro SD card để anh em cắm thẻ nhớ vào đây. Còn bên tay trái chúng ta sẽ có này, một cổng nguồn này, một cổng HDMI này, một cổng LAN này, một cổng USB-A này và hai cổng USB-C hỗ trợ xuất hình và sạc nhá, và một cổng audio combo nữa. Thực sự thì nếu mà nói đây là một số lượng cổng cũng khá là nhiều. Nhưng mà bây giờ mình hỏi anh em nhé, anh em có hub USB-C không? Mình đoán rằng là đa số anh em chúng ta không có hub USB-C. Và cái việc mà xuất hiện tận hai cổng USB-C này sẽ khiến cho chúng ta hơi khó để có thể tận dụng được hết cho chiếc laptop như thế này. Và ví dụ đi, anh em bây giờ này cắm một cái chuột bên này, cắm một cái bàn phím bên này rồi, thì bây giờ chẳng hạn như anh em muốn đọc thẻ nhớ SD thì sao? Anh em cắm vào đâu? Anh em muốn cắm thẻ nhớ thì cắm vào đâu? Anh em muốn cắm USB thì cắm vào đâu? Cắm ổ cứng ngoài thì cắm vào đâu? Lại phải tháo ổ cứng ra hoặc là tháo chuột ra để cắm vào. Đấy, nó sẽ tạo nên một sự bất tiện nó nho nhỏ thôi. Mình biết là mình đang hơi gọi là xem quá xì xích kỹ quá. Nhưng mà nếu mà Asus ý, mà chỉ cần thay một cổng USB-C ở đây bằng một cổng USB-A, hoặc là họ tặng luôn cho chúng ta một cái hub USB-C thì quá là tuyệt vời luôn. Cái điều đấy sẽ khiến cho cái trải nghiệm trên chiếc laptop này nó mượt mà hơn rất là nhiều. Cảm giác nó sẽ không bị kiểu chững lại khi mà gặp một cái vấn đề gì đấy. Đó. Nhưng mà anh em nghe rồi đấy, trên đây màn hình 2K, mà CPU 6000, RAM 3060 thì liệu rằng nó có vượt bậc lên so với cả CPU 5000 không? Chúng ta cùng thử xét nhá. Để thể hiện sự khác biệt giữa dòng 6000 và dòng 5000 thì mình đã cầm ra đây hai con máy tính đây. Trong Zephyrus G15 chúng ta sẽ có Ryzen 7 6800H S luôn anh em nhá. Còn ở trong đây chúng ta sẽ có G14 với cả CPU Ryzen 7 nhưng mà 5800H S thôi. Chúng hãy cùng thử xem là cái hiệu năng đa nhân của nó khác nhau nhiều không nhá. Mình sẽ làm nhẹ bài test Cinebench. Ok, hiện tại đang thấy là 6800H đang nhanh hơn một chút.
thì để xem là liệu, nhưng mà để biết được sự khác biệt ấy thì chúng ta phải check xem kết quả cuối cùng cơ, tại vì chiếc 6000 nó không phải là một cái gì nó mới hẳn, nó không phải là cấu trúc mới toanh toành, mà nó vẫn chỉ là cấu trúc cũ thôi, nó chỉ được update được một chút. Thế nên là cái độ chênh lệch của nó sẽ không quá là nhiều so với cả hai con laptop này đâu. Nhưng mà được cái là cái dòng mới này thì nó sẽ tiết kiệm điện hơn này, sẽ có IPU ngon hơn này, vân vân và vân vân. Nhưng mà chúng ta hãy cùng phải xem là kết quả cuối cùng nó khác biệt như nào nhá. Ok, chiếc máy G15 chúng ta đã chiến thắng với số điểm là 10.709 điểm. À ok, rất là khủng bố. Mà trong khi nhá, chiếc laptop này còn đang chưa cắm sạc cơ anh em ạ. Thế mới là vấn đề chứ. Còn bây giờ chiếc laptop G14 chúng ta xong chưa? À, cũng đã xong rồi. Và số điểm chỉ là 9.681 thôi. Cái sự chênh lệch giữa hai cái máy này ấy, nó sẽ rơi vào khoảng tầm cũng được 1.000 đấy, cũng 1.000, tức là khoảng tầm 10% anh em ạ. Vậy là chiếc CPU 6800HS nó nhanh hơn chiếc CPU 5800HS khoảng tầm 10%. Đấy là cái thứ mà anh em đánh đổi được. Ok, sau khi mình vừa benchmark để test với cả chiếc G14 thì mình làm luôn ngay tựa game Apex Legends. Anh em có thể thấy đây là những cái setting của tựa game này đúng không? Đấy, để mức cũng khá là ổn áp rồi đấy. Bây giờ thì vào game nhá. Ở trong game thì mức hiệu năng của em game này thì mình thấy là cũng rất là tuyệt vời. Với mức độ phân giải là 2K và mức setting như này thì nó đạt được lên tầm khoảng tầm gần 100 FPS. Nhưng mà anh em có thể thấy là đang hơi có một chút lag một chút, khả năng cao là do Windows 11. Và mức điện ở đây thì có thể lên tới là 120W. Thực sự rất là ấn tượng với cả một cái form factor mà nó bé đến như này. Mình thực sự cảm thấy ấn tượng với cả cái hiệu năng của chiếc Zephyrus G15 này. Cái Asus họ đã build lên một chiếc laptop cực kỳ tuyệt vời luôn. Với tầm giá của nó thì mình đánh giá rằng đây là một chiếc laptop có hiệu năng tốt nhất mà anh có thể đạt được. Đồng thời kết hợp nhá, không chỉ hiệu năng mà nó còn là về cái dáng vẻ, về cái vẻ ngoài, về cái chất lượng build, về cái hiệu năng chơi game, vân vân và vân vân. Điều đó sẽ khiến cho chiếc G15 này là một chiếc laptop cực kỳ là đáng mua và là chiếc laptop gaming tốt nhất mà anh có thể lựa chọn trong thời điểm hiện tại. Nếu mà anh em hứng thú với cái sản phẩm như này thì mình sẽ để ngay đường link trong miêu tả cho anh em nhé. Tại vì sản phẩm này thực sự quá tuyệt vời, anh em hãy check đường link dưới miêu tả nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này đem lại nhiều gọi là thông tin cho anh em thì hãy bấm like và subscribe. Nếu mà muốn mình test thêm nhiều laptop nữa thì hãy gọi là comment ở dưới để mình có thể biết được xem là nhu cầu của anh em có gì nhé. Rồi xin chào, hẹn gặp lại anh em tại một video sau nha.